vài bước chân thấy đại lộ Võ Nguyên Giáp. Chỉ với hơn 1 tỷ đồng, anh chị đã sở hữu cho một cái lô đất, quy hoạch khu đất ở đô thị trong tương lai. Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh đầu tư của Hùng. Ngày hôm nay trong chuỗi series giới thiệu về cơ hội đầu tư tại đất nền Diên Khánh, thì Hùng muốn giới thiệu với anh chị về một cơ hội đầu tư tương lai sẽ sát nhập vào trung tâm thành phố Nha Trang khi Nha Trang trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hiện tại Hùng đang đứng trên đây là con đường liên xã nha quý anh chị. Hiện tại là Hùng đứng ở đây là xã Diên Toàn, xã Diên Toàn của huyện Diên Khánh. Vị trí đất thì đây, phía bên tay phải của Hùng đây là chúng ta sẽ di chuyển ra chính là đại lộ Võ Nguyên Giáp nha anh chị, quy hoạch là 100 m. Rồi chúng ta đi di chuyển thêm tầm 500 m nữa, chúng ta sẽ thứ nhất là chúng ta sẽ gặp là trung tâm chợ đầu mối, chợ đầu mối của Diên Toàn. Thứ hai là bến xe phía nam sẽ dời về đó sát bên cạnh luôn, đúng không ạ? Ngay từ đó chúng ta hay gọi là cái tuyến tránh QL1a, là điểm giao giữa đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Bá Quát. Và cái hướng tay trái của Hùng đây và chúng ta sẽ đi con đường liên xã anh chị ơi, chúng ta sẽ đi về Diên An, chúng ta đi về đường 23/10 vẫn được. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đi gặp con đường là con đường Vũ Đức Kháng, đó là cái con đường huyết mạch của kết nối Diên An qua Diên Toàn luôn. Và thì chúng ta di chuyển ra đây thì chúng ta đi về trung tâm thành phố Nha Trang trên con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đó thì tương lai cái khu vực Diên An này, Diên Toàn của huyện Diên Khánh sẽ sát nhập vào thành phố Nha Trang. Rồi để giúp cho anh chị chúng ta hình dung rõ về những cái thông tin chi tiết lô đất hơn, thì đây chính là một cái siêu phẩm mà Hùng muốn giới thiệu với anh chị. Anh chị ha, đất ở đây là đất thổ cư xây dựng nhà ở, như anh chị thấy này, xung quanh đây này nhà cửa đã ở kiên cố mà rất là đẹp, kiến trúc ở đây, nhà có sân vườn, tất cả mọi thứ ở đây đều là chuẩn chỉnh hết. Khu dân cư là hiện hữu, điện nước anh chị ha, này đèn đường chiếu sáng hết này, điện nước thì đầy đủ hết rồi, tất cả về mọi thứ ở đây xây dựng quy hoạch chỉnh trang luôn. Và đây là con đường liên xã nha anh chị nha, có nghĩa là đường ở đây là do xã làm, do nhà nước làm, chứ không phải là đất nền phân lô mà anh chị sợ chúng ta không được giấy phép xây dựng, đúng không ạ? Chúng ta không thể xây dựng nhà ở được. Mà đây là đất nhà các bán, với cái giá hiện tại so với bất thị hiện tại, so với thị trường hiện tại đó, thì giá rất là tốt so với thị trường rồi. Và nếu như quý anh chị cô chú nào quan tâm tới cái lô đất này, có thể là kết nối với Hùng qua số điện thoại Hùng đang để chạy trên màn hình, thì Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin về pháp lý cũng như là những cơ hội tiềm năng về cái mảnh đất này, giúp cho anh chị cô chú chúng ta có thể là dễ dàng hình dung rõ hơn. Anh chị hơn này, phía sau đây này có một ngôi nhà này, một ngôi nhà mới xây luôn mà, mái ngói, tường trắng, rất sạch, rất đẹp. Xin cảm ơn anh chị và cô chú ạ.